Thưa quý vị, lụt lội tại tiểu bang Washington State. Tuyết tan gây nên lụt lội tại tiểu bang Washington, nhất là tại các county miền đông của tiểu bang. Ba tiểu bang Malot, Okanogan và Tonasket là ba tiểu bang hiện đang bị nạn lụt gây ảnh hưởng nặng nề nhất. Các chuyên viên cho rằng nước sẽ còn dâng cao hơn nữa trong tuần lễ sắp đến. Những cơn mưa gần đây và nhiệt độ mùa hè sắp đến cao hơn đã làm tuyết tan nhiều và nước lũ dâng cao. Mực nước tại sông Okanogan hiện nay ở mức 18,98 feet. Đến ngày thứ hai, mực nước này sẽ lên đến mức là 20,1 feet. Đến thứ sáu tuần sau thì mực nước này sẽ ở mức là 21,5 feet. Nhiều đường xá đã bị ngập và sẽ còn ngập cao hơn nữa trong các ngày sắp đến. Các county bị lụt đã chuẩn bị nhiều bao cát cho dân chúng để có thể ngăn chặn nước tràn vào nhà. Có hơn 6.000 bao cát đã được chuẩn bị để cấp phát cho dân chúng.